Trước khi trở thành phù thủy xinh đẹp, gợi cảm nhất vũ trụ điện ảnh Marvel, Elizabeth Olsen là cái tên mờ nhạt trong giới điện ảnh, dù xuất thân từ gia đình có hai chị gái từng là sao nhí nổi danh một thời. Nàng Wanda bước chân vào làng giải trí từ khi 4 tuổi, với nhan sắc xinh đẹp hơn và tài năng nghệ thuật vượt xa hai người chị. Vậy tại sao trong suốt những năm qua, chúng ta không hề nghe đến danh tiếng của người đẹp, cho đến khi cô vào vai Scarlet Witch trong MCU? Diễn viên bình lặng bậc nhất Hollywood. Elizabeth Olsen sinh năm 1989 và là con gái thứ ba trong một gia đình trung lưu ở California, Mỹ. Hai năm trước khi cô được sinh ra, các chị gái của cô, cặp song sinh Mary Kate và Alice Olsen đã trở thành sao nhí nhờ tham gia vào phim truyền hình đình đám Full House năm 1987. Lớn lên bên cạnh những người chị nổi tiếng, nhưng nàng Wanda của Marvel lại có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô thi thoảng được bố mẹ dẫn đến phim trường thăm các chị, nhưng hoàn toàn không có hứng thú gì với ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng của làng giải trí. Lúc 5 tuổi, bố mẹ Elizabeth Olsen muốn cho con gái thử đi đóng phim nên đã đăng ký cho cô casting trong phim How the West Was Run và nhờ đó, nữ diễn viên có được vai diễn đầu đời. Tuy nhiên khi càng trưởng thành, Elizabeth Olsen phải chứng kiến cuộc sống riêng tư của các chị gái bị làm phiền ra sao bởi các tay săn ảnh. Việc ô tô gia đình cô bị cánh báo chí đuổi theo như cơm bữa đã khiến cô nhận ra nhiều mặt trái của sự nổi tiếng và hoàn toàn chán ghét môi trường đầy thị phi của ngành giải trí. Lý giải cho điều này, cô nàng chia sẻ: "Tôi nhận ra các phương tiện truyền thông đang lạm dụng các chị của tôi. Tôi đã nghĩ rằng mình không muốn tiếp tục công việc này nữa. Cuộc sống ấy thật quá sức chịu đựng. Họ theo chúng tôi đi mua sắm. Mary Kate và Ashley gần như đã bị đụng xe vì cánh săn ảnh. Tôi không muốn trở thành một phần trong đó." Với những suy nghĩ đó, người đẹp nhanh chóng rút lui khỏi showbiz. Có thể nói, Elizabeth Olsen là một trong những trường hợp đặc biệt hiếm hoi của Hollywood, bởi lẽ khó có đứa trẻ nào có thể chối từ những danh vọng và tiền bạc mà chúng đã sớm đạt được. Ở Hollywood, chúng ta sẽ thường thấy hai kết cục tiêu biểu cho các diễn viên nhí. Một, vì thành công đến quá sớm, chúng sẽ dễ trượt ngã, vướng phải scandal hoặc tự bị đào thải khi lớn lên. Hai, chúng sẽ phải gồng mình lên và cố gắng lột xác khỏi hình ảnh sao nhí bằng những hình tượng táo bạo hay ăn chơi trác táng. Thoát ra khỏi lời nguyền dành cho sao nhí, cô bé Lizzie ngày nào đã có cơ hội trưởng thành lành lặn, bình yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, ở độ tuổi thiếu niên, Elizabeth càng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và nhận được sự chú ý của nhiều thầy cô giáo. Giáo viên dạy môn kịch nói của Elizabeth Olsen tại trường trung học đã phát hiện ra tài năng hiếm có của nữ diễn viên. Người này đã thuyết phục học trò nhỏ đi theo con đường diễn xuất nghiêm túc. Từ đó, Elizabeth Olsen cảm thấy được truyền cảm hứng và quyết định đăng ký nhập học trường nghệ thuật New York University School of the Art. Khi còn là sinh viên, Elizabeth Olsen giành được nhiều vai diễn ấn tượng trong các vở nhạc kịch Dust và Impressionism. Được biết, sau khi tốt nghiệp diễn xuất ở New York, Elizabeth Olsen từng nghĩ sẽ tập trung trở thành nghệ sĩ sân khấu vì không thấy thoải mái trước ống kính. Nhưng cô đã lọt vào mắt xanh của quản lý hiện tại, đã đưa người đẹp trở lại với sự nghiệp diễn viên điện ảnh. Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm, Elizabeth Olsen đều tham gia đều đặn ít nhất 2 tác phẩm. Song, cách chọn phim của nữ diễn viên cũng rất đặc biệt so với những người khác. Cô không mang đến những dự án bom tấn mà chỉ gật đầu với những vai diễn để bản thân có thể cảm được, dù đó là vai phụ truyền hình hay web drama. Ở thời điểm đó, các nhà phê bình gọi Elizabeth Olsen là cô diễn viên từ trên trời rơi xuống vì sự nghiệp hết sức mờ nhạt trước đó. Chỉ sau liên hoan Sundance, người ta mới giật mình nhận ra nữ diễn viên trẻ tuổi này chính là em gái của Mary Kate và Ashley Olsen. Đến mức, cha của Elizabeth Olsen còn phải ngạc nhiên thốt lên, chẳng phải họ nên biết là con đã ở trong ngành công nghiệp điện ảnh này cả đời rồi sao? Báo chí nên viết là con gái bố đã làm việc cực lực thế nào suốt thời gian qua. Và dẫu cho con đường thăng tiến có trắc trở gấp đôi, gấp ba các chị mình, Elizabeth Olsen vẫn đón nhận thành công vô cùng điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Vấn đề chỉ là đúng nơi, đúng thời điểm thôi mà, cô nói. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có phù thủy đỏ Scarlet Witch là vai diễn lớn về mặt thương mại trong sự nghiệp của Elizabeth Olsen. Tất cả những bộ phim khác có sự tham gia của nữ diễn viên đều là những tác phẩm độc lập nhỏ có kinh phí thấp. Ngoài ra, cô nàng cũng từng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ ăn mặc hở hang chỉ để đơn thuần câu view, nhưng sẽ chấp nhận cởi bỏ sim y nếu điều đó là cần thiết để diễn tả nội tâm của nhân vật. Không những thế, dù đã là bóng hồng được săn đón nhiều nhất tại Hollywood, những thông tin về đời tư của nữ diễn viên hiện nay vẫn vô cùng ít. Có lẽ hơn ai hết, Elizabeth Olsen hiểu rõ nổi tiếng chính là con dao hai lưỡi. Chứng kiến cuộc sống riêng tư của hai người chị thường xuyên xuất hiện trên các trang nhất báo lá cải, nên Elizabeth Olsen luôn đặc biệt cảnh giác trong việc giữ gìn sự riêng tư. "Tôi không đi đến một nhà hàng nhất định bởi vì không muốn bị chụp ảnh", cô phân trần. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng không sử dụng các mạng xã hội nổi tiếng. Lizzie cũng từng cho biết rằng nếu không hoạt động nghệ thuật, nàng chẳng có lý do gì để xuất hiện trên mặt báo và các buổi phỏng vấn. Nhiều người rời xa thế giới giải trí, nhưng họ không chịu nổi việc có quá nhiều ánh mắt soi mói, có quá nhiều áp lực và sự phán xét dành cho họ. Từng chi tiết trong cuộc sống riêng đều có thể bị đề cập tới, bị phân tích, mổ xẻ. Phía sau máy quay, cô nàng chỉ thích ở nhà hoặc dành thời gian cho bạn bè và người thân. Tin tức đời tư cá nhân gần đây nhất của Elizabeth Olsen là khi cô nàng công khai đính hôn cùng bạn trai lâu năm, Robert Adet. Scarlet Witch
phù thủy quyền năng, gợi cảm nhất giới phép thuật. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Elizabeth Olsen chính là lúc cô chính thức trở thành Wanda hay Scarlet Witch của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Marvel. Khán giả toàn cầu dường như phát cuồng khi được chiêm ngưỡng một Wanda đầy quyến rũ và quyền năng xuất hiện trong đoàn kết của Captain America: Winter Soldier. Vào năm 2015, Elizabeth Olsen có màn ra mắt chính thức đầy ấn tượng trong bom tấn Avengers: Age of Ultron. Với ngoại hình bốc lửa, xen lẫn chút bí hiểm cộng thêm thần thái mạnh mẽ, Elizabeth Olsen đã mang đến một phiên bản Scarlet Witch đầy sức hút, thậm chí còn được đánh giá là vượt trội so với hình tượng trong truyện tranh. Cô tiếp tục góp mặt trong loạt phim tiếp theo của Marvel, bao gồm Captain America, Civil War, Avengers, Infinity War và Avengers Endgame. Vai diễn Wanda hay Scarlet Witch là một bước đưa tên tuổi của Elizabeth Olsen lên hàng sao. Số lượng người hâm mộ của nữ diễn viên tiếp tục tăng chóng mặt kể từ khi phim truyền hình WandaVision ra mắt trên Disney Plus đầu năm 2021. Khi Marvel sản xuất riêng ở một phim truyền hình cho nhân vật Wanda, Elizabeth Olsen có dịp khơi sâu hơn nội tâm của nhân vật điện ảnh gắn liền với tên tuổi mình. Với thời lượng xuất hiện khá ngắn ở các phim siêu anh hùng trước, Elizabeth Olsen chỉ cần tỏ ra xinh đẹp và quyền lực là đã đủ để các mọt phim say lòng. Nhưng với WandaVision, nữ diễn viên sinh năm 1989 đã quá xuất sắc khi mang đến một phiên bản Wanda hài hước, quyền lực nhưng cũng đầy nội tâm và mâu thuẫn tâm lý. Sau nhiều năm nỗ lực và cố gắng để thoát khỏi cái bóng của hai chị gái, Elizabeth Olsen đã tìm được chỗ đứng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Dù tên tuổi đã được liệt vào hạng ngôi sao, Elizabeth Olsen vẫn duy trì lối sống giản dị và tránh xa thị phi. Với bản tính điềm đạm và trầm ổn vốn có, Elizabeth Olsen thừa nhận cô từng khá áp lực vì sự nổi tiếng của bản thân sau khi trở thành một siêu anh hùng của Marvel. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ đến việc xóa các tài khoản mạng xã hội của mình để tránh sự soi mói của dư luận. Thực sự, đó là những thứ gây phân tâm nhất đối với sự nghiệp của tôi, dù tôi rất yêu người hâm mộ của mình. Tôi vẫn đang phải cố gắng để nhìn nhận điều đó, như khía cạnh tất nhiên tôi phải có đi kèm trong công việc của mình, nữ diễn viên thổ lộ. Cùng chúc cho người đẹp này ngày càng thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Và nếu được, có lẽ cô nàng nên ích kỷ, hãy tham gia nhiều dự án hơn. Để bằng một cách nào đó, những người hâm mộ vẫn có thể được ngắm nhìn nàng ở khoảng cách vừa phải nhất, hợp lý nhất, đúng đắn nhất.